chiều nay lạc giữa đêm ta là lữ khách thân thân thế lòng nắng mây đèo cao mây vực sâu rừng thiên quang lạnh gió mưa sầu đó đây sương khung trời thêm lạnh ta biết về đâu biết ở đâu về đâu khi sương lam nhỏ giọt trên đầu cây ngọn cỏ lạnh hồn ta theo ngọn gió đông tàn sơ xác rừng áo kia không anh áo đi về đâu giữa vùng bề quan dân có qua rừng tiếng khóc thê lương không một gì sao dẫn lối đưa đường ai dắt nhiều một chân mạng đê dương đã lạc đường giữa rừng quang la đô vọng về trong sương
đến nơi này. Em là người hay hồn thiên vẫn dơ, đường khói mây đến viên thăm người xưa. Đợi anh cùng già cao câu mến thương, sao em đi đâu lẻ loi trong màn sương. Quite you.
còn một mình ta với nỗi buồn vô hạn đứng chờ giờ nhìn mưa lành bên đèo. Cảm cũng nhức đầu đâm bóp giá ơi trời. Kìa, bữa nay ông lại lướt tới phòng ngủ của tôi mà đấm bóp nữa sao ông Lộc? Không, tôi không phải là Lộc. Ông đừng chối, tôi biết rõ ông là Trần Bá Lộc, một tay khét tiếng ăn chơi, dùng tiền buôn bạc vàng nhắc nữa. Ông sợ thì thôi. À, xem ông có vẻ cơ hàng thiểu não quá, tôi muốn giúp cho ông một số tiền lớn như thế này. Nhưng vì ngày trước ông nói ở xứ này không ai cho không ai một hột tiêu trái ớt, bởi vậy nên tôi muốn ông đấm bóp cho tôi rồi tôi cho tiền. Bạch, tao đổi mạng mày. Chúng đèn kia bằng cách đập đâu mà tự tử? Phải, tôi cũng muốn tự tử chết đi nhục, nhưng hiện giờ đây tê liệt không còn sức đâu mà quyền linh. Chân yêu tay rung di hình thế gầy mòn, chỉ chờ đợi một ngày kia gục ngã bên vệ đường trúc bỏ tàn hơi. Tôi không còn dám nhớ đến tên tôi trong quá khứ, mà chỉ hiểu rằng tôi không quyền chết dội,
chi chưa gặp lại những người xưa đã ra đi trong một chiều mưa gió. Người xưa là con Bạch này hay vợ con và mẹ của ông? Vậy ông hãy nằm bên thềm đấy mà chờ đợi tôi vô. Trời ơi, tiếng khép cửa lạnh lùng khóa mà đuổi xua tôi, cũng giống như tôi đuổi xua khóa mà những người thân ra khỏi cửa gia đình. Tôi tàn nhẫn vùi chôn tất cả mọi thâm tình, nên hiện tại trở thành người xa lạ, đi lần mò trong hẻm tối kiếm ăn. Hồi nào đây tiền bạc dư muôn, tôi tự bỏ gốc nguồn cao cả, đuổi mẹ về với gió gạo thào hương để rồi giờ này đói là không cơm. Cột đèn nè má. Ông ơi, ông làm sao mà nằm đây? Tôi kiệt sức vì đói. Được, tôi có ổi mì mới mua cho con dân đây, ông cầm ăn đi. Thôi kìa, ông hãy cầm đi ông, bánh mì này dân có ăn rồi. Bây giờ dân no, ông đang đói cứ việc ăn đi. Bà, dường như bà đây là... Tôi là ai mà ông nhìn ngơ ngẩn? Thôi kìa, sao ông quên mất bánh mì? Xin chào bà. Ông, tại sao bỗng nhiên ông ngơ ngẩn nhìn tôi buông rơi ổ bánh, rồi vội vã chạy đi như hoảng sợ tai nạn? Là không trộn đường pha muối, nhưng chứa tràn đầy vị ngọt của tình thương. Ông không ăn khiến tôi nhớ chuyện đời xưa, cũng có kẻ rẻ tinh vô giàu. Tôi đánh giá bề ngoài dáng gì mà quên công ơn của bà mẹ quê nghèo. Tôi không dám kinh bề ngoài dáng gì mà tôi nghẹn ngào khi đưa miếng bánh lạc lên môi. Tôi nhớ bức tranh cò và mẹ. Ông là ai mà nhắc chuyện bức tranh cò? Vậy ông biết người nào tên Lộc đã có lần đuổi vợ con Trinh ra đi với một cây bào thai, sống nhẫn nhục nuôi con không lớn. Con tôi đây với khóe miệng y thơ thường thiếu máu mà tiếng ta chưa biết gọi. Tôi đã khóc âm thầm trong đêm này khóc mơ. Ông, tại sao ông cảm xúc? Vì tôi biết bà là Trinh. Có phải ông là Lộc? Bà, xin bà cho phép tôi ôm đứa bé vẫn còn. Má, người đó là ai nói gì với má?
chảy rồng rồng. Con cũng bắt thúc theo và tội nghiệp ông vô cùng. Ông lão quách chưa lần nào gặp mặt, sao bây giờ lòng cô thấy thương thương. Phải chi người đó làm ba con, chắc má đỡ phần cực khổ. Và bà nội lên chơi cũng hết buồn hết khóc. Mỗi khi ngó hình ba trên vách ở nhà mình. Chắc con người đó là ba con thiệt không má? Con ba con ơi kìa, má con dâng sống về cho tao sửa soạn về dưới Loan tết nhất. Nói nói khỏi về được đâu, ở Sài Gòn ăn tết vui rồi. Thôi đừng cầm cọng câu, tao không thể bỏ nhà được đâu. Ngày nào ở đây tao thêm đau lòng khi thấy hình nó. Má ơi hãy nhìn chính ông đang bước là chồng con đây. Lộc, nó là Lộc, Lộc của tôi như thế này sao? Lộc có phải con đây không Lộc? Má, má. Không, thằng Lộc con của tôi nhớ nó, mặt nó sáng, môi nó hồng và thân hình đầy đặn khôi ngô. Chứ đâu cô xanh sao tiều tùy lọc, có đúng là con con mà con tính nói lọc là mà. Má ơi, con là con của má đây, xin má nghĩ đừng hoài nghi. Nhưng tao nhớ kỹ thì mày không phải là con tao. Má hãy tin tưởng nhìn nhận đó là chồng, là ba ruột con vẫn đã hồn xác con. Sau khi biết lỗi lầm trốn ngay cuộc đời lang thang. Lộc, con hãy nhìn ngay má, để má tìm trên tia mắt kia một cái gì triều mến lắm. Má ơi, con đã ăn năn và quỳ bên chân má. Lộc, má. Lộc ơi, má không ngờ sau khi bước khỏi vòng tay của má, con trở về đây với một tấm thân tàn quá cơ. Sống nghiệp lại dâng thêm nước mắt của mẹ già đã khóc đợi trong con. Dù thân con cũng là con, niềm kỳ vọng không phai trong lòng má. Vì là tôi sống cũng còn nguồn còn tôi con đi qua cũng nhớ xót nhớ làng. Má ơi, con đã trôn cuộc đời trong bóng tối để tự đọa đày cho nên chết kẻ hư thân. Má, con
trời khẩn Phật cho con lớn khôn phương chạy lập thân. Đến lúc con thành hôn má thêm một lần vui nữa, cầu ông tơ bà nghĩa kết chặt tơ duyên. Hai lần vui chưa trọn thì má lại khóc thầm trong tiếng khóc quê xưa. Vì con đã bỏ má ra đi lúc khỏi tê lương cũ ngập mái tâm. Nay con trở lại vòng tay dầu đã khô tan tàn phá. Con có bớt nóng cái gì mình? Mình ơi, không một giọt thuốc cho con nó uống thì bớt sao được mà bớt mình. Để anh đi múc cho mình chén cháo rồi anh lậu đi kiếm thuốc cho con. Mình quên là gạo hết từ hồi chiều hôm qua sao? Nhưng việc ăn không cần lắm, miễn sao có thuốc cho con nó uống là được rồi mình. Khổ quá, không còn một món nào có thể bán được nữa. Hay là để anh đi cầm cái áo sơ mi này đó. Mình cầm rồi lấy gì mà mặc để đi xin sợ. Giả lại nó cũng đã rách dai hết rồi, chắc đâu họ lại chịu cầm. Hay là mình lấy cái áo dài của em đó. Cái áo dài của mình? Cái áo đó anh thấy nó cũng rách đâu hai ba chỗ rồi mình. Ngoài hai chiếc áo rách ấy ra, đâu còn vật chi có thể đem cầm ba. Mình ơi, nhìn con đang nông mê mang nằm chờ thuốc mà em tây buốt cả tâm hồn. Mình tránh thủy tai nên tìm sinh kế nơi đất Sài Gòn. Bất ngờ chịu thêm lần quả quán tài sản biên thành cho, giàu được chính quyền giúp đỡ các hội đoàn bác ái chăm lo. Nhưng sợ làm chưa kiếm được bởi mấy tháng nay anh mang trong mình. Còn em cũng không thể chạy lo, vì đang giữa nghi thời kỳ sanh nở. Áo rách đây không biết tiệm họ chịu cầm hay là không đây nữa. Mà khổ nữa là vì nếu được thì cũng chỉ đủ mua cho con chai thuốc chứ còn đâu có dư mà đóng gạo ngày nay. Mình ơi, thà chúng ta nhịn đói mà có thuốc cho con, giờ mỗi lượt nó làm kinh là em mới như nát rượu kia tan lòng. Đã trút sinh đi ra giữa cõi tạm dương trần, thì cái khổ sẵn dành cho người bác phần. Vậy mình hãy cùng em cắn răng chịu đói nghèo lấy lấn, có lẽ rồi đây trời Phật cũng xét soi giùm mà ban cho chúng ta một chút tình thương để qua những ngày hoạn nạn tay. Thôi, mình lấy lá trầu rồi mình dò, mình thoa lưng cho con nó đỡ nóng đi. Anh đi nha mình. Ráng nghe mình, con nó nóng nhiều lắm, sợ nó làm kinh thì khổ lắm mà mình. Anh đi liền nè. Người anh em, lâu gặp quá, đi đâu mà có vẻ bơ phờ vậy? Dạ, tôi là Hoàng. Chẳng hay ông là ai mà ông biết tôi. Hoàng hả? Dạ. Quên Robert sao? Mình giỏi hả? Bạn cũ đấy mà. Ủa, dạ, cảm ơn ông. Hình như tôi chưa hân hạnh được biết. Ồ, lát nữa thì nhớ ra, tại mình lâu gặp nhau. Vô đây uống rượu chơi. Lúc này tôi giàu lắm, vô uống rượu rồi ta hàn huyên. Dạ xin cảm ơn ông, tôi không thể ngồi uống rượu được trong lúc này ông. Sao mà không được, ôm quá gì kè kè đó. Anh vô đây uống rượu rồi nói tôi nghe, nếu cần tôi giúp cho. Dạ. Thưa ông, chẳng giấu gì ông, vợ tôi mới sanh, thằng con lớn đang làm kinh mà nhà thì không có tiền.
tôi đi cầm cái áo dài này từ sáng cho đến giờ nhưng mà không có chỗ nào chịu nhận hết trơn. Ôi, tưởng chuyện gì chứ, tiền thì tôi có đây. Vô uống rượu rồi tôi giúp cho. Tôi mến anh từ lâu lắm rồi, vô đây. Ê, cho hai cái biscuit soda mày. Dạ. Và một dĩa mì xào mà dĩa lớn nha. Dạ. Ngồi đi anh Hoàng, ngồi. Nè, lúc này tôi giàu lắm. Mới sai anh tài xế nó lái xe lại nhà văn lãnh một ngân phiếu cho tôi, tặng chồng tiền mua cái villa bên kia đường đó. Anh uống rượu một lát rồi tôi bê cho vài game xài chơi. Tội gì đi cầm quần bán áo. Mời anh, mời anh. Dạ, ông tốt bụng quá. Ôi anh em mà. Ê, cho hộp thuốc con mèo mày. Dạ. Uống đi anh. Uống rồi anh kể cho tôi nghe. Gia cảnh na ra sao, con cái được bao nhiêu, mà trong anh quá băn khoăn. Tôi uống không biết đâu, lo đến cảnh vợ con ôm đứa con sơ sanh mà khóc. Sớm mai đến giờ thằng lớn thì đau quá nhiều, cửa nhà bị cháy thành tro. Tôi sẵn có dư bạc tiền, lát rồi anh có mấy ghim thuốc đây, uống đi, chớ lo giúp đỡ nhau. Đánh tôi thẳng ngày, hãy vui anh cứ ăn đi. Nhờ áp phe vô dư tài, bao giờ tung thiếu đến tôi. Anh chớ có nên ngại ngùng, bạc tiền tôi chẳng thiếu gì. Quý thầy giúp tôi, món ân xin khắc ghi tim, mấy ai hảo tâm đồng cùng nhau ta uống cho say trong ngày nay. Chà, thằng quỷ này sao nó về tới kìa. Ê, tính tiền đây này. Anh Hoàng, anh chờ mình ra sao rửa mặt một chút nhé. Dạ. Bà chủ chờ bạn tôi ra trả. Bà chủ, phải ông vừa đi ra đằng sau đó không? Dạ. Sao ông bảo tôi tính cho ông? Dạ ông mời tôi mà bà. Thôi ông ra ngõ sau ông đón xe ông đi rồi. Thôi ông trả đi. Trời ơi, tôi đâu có tiền mà trả bà chủ. Chà chà, nè tôi nói cho ông hay, chơi mong ăn quỵt, trả tiền ngay không kiếm chuyện lôi thôi. Thưa bà, thật ông ấy mời tôi nhưng ai ngờ xảy ra cớ sự. Ôi xin bà dùm thương cho, thiếu chịu thật ơn sâu. Trời đất ơi, không tiền thì đừng uống đừng ăn, giờ ông phải trả tiền chứ kim cơ gian sinh. Bà chủ ơi, con tôi đau nặng mà không tiền than thuốc. Tôi ôm cái áo này đi gần khắp đô thành, nhưng giáng sinh không được chút nhân tình. Người ta chê là áo rách nên không mà cầm. Tôi nhìn họ liền ngay số ngược mà mấy lần nước mắt trào. Bà ơi, đã hết kế cùng phương, tình cờ gặp ông ấy tỏ lòng giúp đỡ, và ông ấy mời tôi vào đây uống rượu để chờ người đi lấy bạc ở nhà băng. Kìa, cái nước đóng cửa hả? Nè tôi nói thiệt, ông không trả hả? Tôi nhờ cảnh sát can thiệp đó. Bà ơi, tôi còn lòng dạ nào mà ăn gì uống. Ấy chẳng qua muốn được người giúp đỡ nên cố ngồi lại đây. Chờ nhờ cảnh vợ đói con đau mà tôi tơi bời gan ruột. Bây giờ nếu bà chẳng thương tình bà muốn sao thì tôi cam chịu. Hay là tôi xin gửi lại cái áo dài này là của vợ tôi. Bà ơi, đó là một di vật còn sót lại trong ngày đám cưới vợ tôi. Và chiếc sơ mi đang mặc đây cũng như là đôi giày đó. Chúng nó dù cũ rách nhưng đối với tôi là những đi gia bảo cuối cùng. Cái đôi giày hả miệng, còn hai cái áo này để lau chén thì được, chứ giá trị gì mà thế với cầm. Nè tôi hỏi thiệt à, ông có chịu trả không? Dạ thưa bà, tội nghiệp tôi không có một đồng bạc nữa bà. Trời ơi, bố mà ta, bố người ta bắt tôi thằng ăn quỵt cho tôi, bố mà ta.
giá tài mình đã thành cho mẹ lo héo ruột. Mẹ lo héo ruột lại mờ mắt cha. Kìa, cha con về sao thế nào mình? Khổ tới nữa rồi mình. Sao? Mình hãy nhìn đây, lệ anh đang tuôn tràn khoe mắt. Vì giữa trận đời chúng ta là hai con người bạc phúc mà thế nhân không chút thương tình. Cổng nhà giam sẽ ngăn cách chúng mình. Vì quân bất lương nó gạt anh làm con tin trong quán, nên bị mời về bóp thanh toán món nợ với chủ nhân. Nhưng anh năn nỉ với thầy thẩm sát đây, cho anh về nhà giây lát. Vì biết rằng đây là một lần chót anh còn được nhìn đi mặt vợ con trước khi anh chịu cánh đau khổ. Mình, vậy thì mình hãy lấy tiền đây mà trả cho người ta. Ủa sao mình có tiền? Tiền ở đâu vậy nè? Vì hồi sáng mình vừa bước ra khỏi cửa, con nó lại làm kinh. Em quýnh quá à, khóc kêu lên, chung quanh người ta bu lại. Mai nhờ có phái đoàn bác ái của phong trào liên đới đi giếng nạn nhân. Mấy bà con xúc động lòng thương, nên mới đưa thằng Hùng đi bác sĩ. Mình biết không, trong lúc ấy, mấy bà đó lại còn cho em thêm 10 hộp sữa dài cho em được 400 đồng. Con từ trưa giờ bớt nóng, em đi đông nửa chục gạo đây. Mình hãy lấy 200 đồng để trả tiền cho chủ quán, tại cái số của mình chưa qua hồi thám khổ đau thương. Thôi anh chị giữ tiền ấy mà chi dụng món nợ đằng quán để tôi dàn xếp giùm cho. Chừng nào cháu nó mạnh á, anh có sợ làm sẽ trả lại tôi cũng được. Thật tôi không biết nói gì đáp tạ lòng tốt của thầy. Thấy hoàn cảnh anh chị thật tôi bất nhẫn quá. Mà thôi, giúp đỡ nhau là bổn phận của con người. Anh chị yên lòng đi. Chào anh chị nha. Mình, đời chưa phải là điều quyệt em. Qua cầu vợ nón trong cầu, cầu bao nhiêu nhịp em sầu, bấy nhiêu vì người em cũng bằng xương bằng thịt, làm sao tránh sự tha thiết của con tim. Nên tối em vừa bước khỏi ngưỡng thềm thơ âu, 10 sao cây xuân đã dệt anh yêu đời. Men ai ẩn như bốc ngập mi dòm trời, em thấy vũ trụ toàn dệt gấm thiêu hoa. Dưới mắt em tất cả sự tốt đẹp trên đời không chi bằng hai tiếng yêu đương. Nên không ngại ngùng dâng tấm bằng trinh cho người em mi say mê đắm đuối. Con ông đã bẻ khóa đồng đầu, nhị qua vừa tới tả theo tiếng ngọt ngào, thì tấm ân tình cũng tả tới theo lần gió thoảng. Khúc nhạc yêu đương chưa nắng hết đường tơ, thì giọng hát bội tình sang sàng vang lên. Số đời em bước sang một trang mới, một trang đời.
đời ấu lệ vì đau khổ với yêu đương. Muốn thỏa lòng căm tức với kẻ có lựa quên lê, nên bước sang 17, em phải hai đời chồng. Nhưng chị em ơi, lời thiên hạ bảo quả chẳng sai, trái khôn đoán trước rào sau, tâm thân gái dại biết đâu mà dò. Em lầm lẫn một người đã có chánh thê, thử hỏi em dại gì sống kiếp chồng chung, để chịu cánh nữa đắp mấy chăn bông nữa chịu lạnh lùng. Từ đây em sợ thôi đời điếu giả, nghe hai tiếng yêu đương chan ngán não này. Em muốn khép phòng không yêu quạnh một bề, để khóc số phận 12 bên nước. Nhưng có lẽ kiếp phòng nhan phải nếm nhiều chua chát, nên chim sơn ca vừa cất tiếng gieo vôn giữa trời xuân em mà. Em cũng vội vã cất bước sang ngang. Lần thứ ba em nên nghĩa vợ chồng. Người trăm năm của em là một gã hung tàn bạo ngược, sai xưa mất cả lương tri. Suốt thời gian chung chăn gối, em không nghe được một tiếng nói dịu dàng. Mỗi lần người sặc sủa hơi men, là mỗi lần thân em bị đâm đá tưng bừng. Thử hỏi làm sao em sống chung cho đến khi lưng mỏi gối dùng. Rồi chỉ nguyệt như mãi thiêu thân bạc phận, mới sẽ duyên cùng một chàng vừa gái gánh càng thường. Em hy vọng người thấu hiểu đời qua mà che chở cho thân qua. Nhưng em càng hy vọng em lại càng tuyệt vọng. Có lẽ tự thấy mình luống tuổi, nên người mãi ngờ dứt lòng em, vì thế mới xảy ra biết bao nhiêu sự ghen tương xấu hổ vô cùng. Đông không bốn lần trở lại, qua mai bốn lần nở cánh, tên em bốn lần ghi vào sổ ái tình. Nhưng tơ chấp nối có ngân lên thành thốt, mối tình sau cũng khó đổm thiết tha. Nhưng giang đã đóng thuyền biết cỡ sâu ra, lại nữa em đã chăng sợ cảnh bắt bóng thả mồi. Nên em vẫn gượng gạo sống bên chồng. Em không hiểu rồi đây đời sẽ đưa em trôi giạt về nơi đâu.